có nhau. Mặc kệ mà đêm đen khi khó khăn ai huy hoàng, cuộc sống trời đâu chẳng có chỗ cho anh em mình. Là ngày buồn hay vui, ngày đắng đôi hay mưa rông, có sao đâu anh em còn có nhau. Mặc kệ mà đêm đen khi khó khăn ai huy hoàng, cuộc sống trời đâu chẳng có chỗ cho anh em mình. Biết các bạn chờ đợi đã lâu. Nhớ lúc rồi phải không? Chúng tôi đã trở lại và lợi hại hơn xưa. Hứa sẽ cười bung nóc. Hai ngày một đêm mùa 2 chính thức bắt đầu. Đầu tiên chúng ta tới là một trong những thành phố đẹp nhất Việt Nam luôn. Đáng sống nhất Việt Nam đó là thành phố Đà Nẵng. Đẹp. Cái mùa vừa rồi là được khán giả yêu thương quá, cho nên được nhiều người chờ đợi. Thì mùa này chúng ta sẽ quay trở lại với một cái tâm thế và vẫn là mạnh mẽ, vẫn chơi tới cùng. Và dĩ nhiên có những điểm khác biệt. Cái điểm khác biệt đó thì từ từ quý vị sẽ thấy. Bây giờ mình sẽ hỏi những người và gọi là được yêu thương nhiều nhất nè. Ví dụ Hiếu là vừa rồi là khán giả yêu thương lắm, mê lắm. Thì cảm xúc ngày trở lại của em ngày hôm nay như thế nào? Trước khi mà ra quay thì em rất là hồi hộp, tại vì cá nhân em là không có đi quay nên là hôm nay em rất là hồi hộp, là không biết là ra em có còn vui hay không. Hơi sợ như vậy. Nói chung là cảm ơn khán giả rất là nhiều, bởi vì mùa 1 là em nói em thấy em cũng không có vui lắm, nhưng mà khán giả vẫn yêu quý em nên là em cảm ơn khán giả rất là nhiều á. Rồi ai yêu quý đâu, rồi ai yêu quý đâu. Thì Lâm đấy, Lâm cũng được khán giả rất là yêu thương nè. Dạ. Cảm xúc ngày hôm nay như thế nào? Cảm xúc em rất là hân hoan và hồ hởi. Mấy hôm nay em ngủ không được, em trằn trọc, em trở qua trở lại hoài. Mọi người là em không dám hứa gì nhiều, em chỉ nói là em sẽ chơi hết mình, cũng như là những anh em sẽ có những tiết mục thật là vui để phục vụ quý vị khán giả không làm người thất vọng ở mùa 2 này đâu. Wow. Trên tay của em đang là sợi xích, xích cho anh em gần lại nhau nhiều hơn. Bởi vì sau cái thời gian gọi là bị tách biệt, cho nên em đã thiết kế cái này thì mọi người sẽ thọt vào một cái tay như thế này. Đoàn kết rồi. Ai không kêu làm cũng không làm, không có sự đoàn kết. Không có, cái này biết ai làm. Rick sao hôm nay mặc bộ đồ đỏ rất là may mắn, kính đỏ luôn. Dạ, áo đỏ là chứng tỏ là mùa này sẽ rất là vui, là 6 anh em chúng ta sẽ rất là thành công. Phải không? Dạ, đúng rồi. Chứng tỏ là bệnh trong người. Bệnh là đây. Nhan có bệnh nhan. Chắc chắn mùa này em sẽ còn phản hơn. Wow, đúng là biết phản. Biết phản của khách. Có khách. Anh những quài hả? Sao khách có ép gì? Có khách nước. Quy hôm nay là sức khỏe không tốt, có chơi được không? À, anh ơi, anh nói bị cái gì vậy? Đây là cái giọng của em muốn cho chương trình thấy là em thay đổi về giọng nói. Tuấn là một trong những người cũng được rất là nhiều yêu thương luôn á. Dạ. Chỉ vì Tuấn cười thôi mà khán giả thương á. Không có một nghệ sĩ nào ở Việt Nam này mà đứng ra cười người ta thương đâu. Dạ, hiếm lắm, rất hiếm luôn. Dạ anh. Thiệt. Em cũng rất là cảm ơn quý vị khán giả đã yêu thương em. Mặc dù mảng miếng của em cũng hạn chế, rồi bệnh tật liên miên. Sau cái chương trình hai ngày vừa rồi cũng được nhiều cái sự ưu ái của khán giả. Đúng. Và thương nhiều hơn. Dạ. Với lại người ta cũng thấy được anh em mình có một sự đoàn kết rõ rệt. Cũng hiếm có một chương trình nào mà, và chưa có luôn, phải là hiếm ha. Ở Việt Nam mà chưa có chương trình nào mà 6 bạn nam cùng ăn, cùng ở, cùng chơi với nhau mà người ta thấy được cái sự yêu thương. Cũng giống như một cái gia đình vậy. Nên cũng khó lắm, và cũng hy vọng là chương trình mình sẽ tồn tại mãi mãi trên cõi đời này.
Tuấn có ý kiến về một người nào đó không hài lòng ở cách chơi mùa 1. Mời. Em thấy đó là Lê Dương Bảo Lâm em thấy không hài lòng ở chỗ là Lê Dương Bảo Lâm chơi sức mạnh quá, miệng thì hỗn quá đó. Cho nên là mong Lê Dương Bảo Lâm hãy rút nhận. Ấy lỗi gì? Rút nhận là gì? Đó, anh Tuấn này á, anh cứ nói về Lâm miết, em nói về Lâm tiếp, em nói về Lâm tiếp. Trời ơi, thế là vậy? Khán giả nói nào ngay, người ta nói trời ơi ghê quá Lâm ơi, trời răng em vậy cắn người ta thịt nào mà chịu nổi. Gia đình mình nói hả? Em Út gia đình có hài lòng không, hài lòng gì không? Dạ thì em là em Út em cũng không dám nói gì hết trơn. Ừ, cái miệng sao kịp rồi đó. Miệng không được rồi đó. Nhưng mà ý là em chỉ có ý kiến nhẹ với Lâm thôi. Sao Lâm hoài vậy? Dạ thì anh Lâm thì anh hay hơn thua với em quá, anh đi đâu anh cũng hiếu thứ hai với Dương Lâm. Ai đẹp trai hơn mà cái chuyện rõ ràng quá, ai đâu có ai trả lời là Dương Lâm đâu. Bây giờ hỏi thử ekip đi. Mọi người ơi, Hiếu Thái với Dương Lâm ai đẹp trai hơn hả? Hiếu Thái. Hiếu Thái. Trời ơi, trời ơi. Đừng có quay tôi nữa, đừng quay tôi nữa. Cái thứ hai nữa, em còn còn nữa. Người ta nhẹ nhàng, người ta nói nhẹ nhàng cho người ta nói nhẹ nhàng cái. Dạ. Rồi sao em? Em nghĩ là anh Lâm nên đi nha sĩ nhiều lên. Tại sao vậy? Tại sao? Tại vì anh Lâm á hay bị rớt răng quá. Trời ơi Lâm ơi. Đó là anh xài hàng xịn xíu giùm em nè. Thằng bé ấp úp nè, nói người khác đi, đừng nói anh Lâm, tội nghiệp nó quá. Dạ đúng rồi. Hôm qua em thiếu ngủ. Thiếu ngủ cũng tại ai? Cũng tại anh Lâm. Trời ơi. Cuối ngày là cứ lên bắt đầu quay hết cái này tới cái nọ, lợi dụng hình ảnh sáu anh em mình. Lên máy bay cũng quay, đi toilet cũng quay nữa. Trời ơi. Cứ dí vô. Dí cái gì mà dí đây vậy? Thì đó, dí vô. Người ta đang đi mà, nói gì vui đi. Mà đang đi toilet sao vui? Thì đó. Không, cái đó là anh em gọi là nghĩ xấu về em thôi. Còn đối với em thì em rất là yêu thương anh em. Gọi là em có một bài rap dành cho anh em luôn. Anh cho em không biết nha. Anh cả Trường Giang luôn luôn yêu thương đàn em. Mồi miếng anh nín đi. Đã có nhớ rồi, cũng vô cái là 2, 3. Anh cả Trường Giang luôn luôn yêu thương đàn em. Mồi miếng cho mấy đứa em. Ông thần địa lý nấu ăn cực ngon, giảm cân chớ hề thành công. Và đây là Hiếu thứ hai, mới đẻ hôm qua chứ ai. Ban ngày họ tính đại trà, ban đêm ngủ ngáy vậy mà đẹp trai. Hello anh Ngô Kiến Huy, sơ hở cái là anh Ngô Kiến Huy, sơ hở cái là rớt răng. Trời ơi, cái gì vậy? Ôi ghê quá. Vâng, và bây giờ chương trình đấu giá của 2 ngày 1 đêm. Trời ơi ghê quá. Một nghệ sĩ có tên tuổi của showbiz Việt Nam và nói chuyện tới đâu là răng rụng tới đó. Quá khủng khiếp. Nè, thật ra không, bây giờ để anh tính chính. Thưa quý vị, đây không phải là miếng mạng cười. Không có. Đây là tai nạn. Nhưng mà đây là tình huống thật ngoài đời. 2, 3. Lạnh không? Thôi, nói chuyện thôi, đừng nhìn, nói chuyện thôi. Nói chuyện được rồi anh hiểu rồi. Vậy em có làm nốt cái bài rap đó không? Vô luôn. Hello anh Ngô Kiến Huy, tớ hỏi cái là anh Trụy. Người anh thiện lành dễ thương, lúc nào cũng ngủ thả na là ngủ. Anh Kiều Minh Tuấn nè, cười mồi và đưa đử lương cứng nè. Miếng hài dắp dắp, cười mồi vô tri, rối loạn ngôn ngữ quá đi. Nhỏ em thích Van Simmo, cầu thủ đá banh đá ơ đồ, vận động cho giữ bị trạch khớp vai. Còn tôi Lê Dương Bảo Lâm nè, buổi sơ cũng thẳng quanh năm nè. Sơ hở cái là Tiểu Vọng nè, sơ hở là hát đệ nhất mỹ môi là tôi Dương Lâm Đồng này. Răng đúc. Răng đúc hả? Chút cái đăng. Khởi đầu vậy là thấy vui đó. Các bạn đã có một khởi đầu cho mùa 2 hết sức năng động và màu sắc. Yeah. Chúng tôi đã từng chia sẻ là sẽ có một thành viên mới tham gia mùa 2. Trời ơi! Vậy là đổi Lâm đó hả? Trước khi chúng ta gặp gỡ thành viên thứ 7, thì như thường lệ, các bạn sẽ tham gia trò chơi đặc trưng của 2 ngày 1 đêm. Đó là trò chơi ly nước may mắn. Nữa rồi. Trời ơi! Xin mời trò chơi ly nước may mắn ạ. Em chọn số 3. Anh số 2 đi. Ủa nè, hơi đầu đi.
Anh rớt hai cái răng. Có một cái à? Rớt hai lần, mùa trước. Mùa trước, là hai cái, em được số 2. Còn số 2. Ok, em chọn số 6 rồi ạ. Hiếu số 6. Em số 4. 4. Em ngủ là số 5. 5. Vậy tôi là số 1. Đúng. Wow. Khoan từ từ. Sao anh? Để anh nhìn anh coi số phận thuộc về ai. Phân tích đúng không anh? Em thấy cái này có bận bận nè. Ê, kỳ này là mấy bạn làm kỹ nha, không bột, không gì hết nha. Này là tiên tiến rồi anh ơi. Cầm đi, tôi cầm số 1. Không có hử nha, để xa xa con cái lỗ mũi đó nha. Chết em rồi, sợ quá. Tôi thấy cái màu này ghê quá. Trời ơi, em thấy xác cá trong đây rồi. Xác cá luôn hả? Trời ơi. Mình chơi đẹp. Đúng, uống hết luôn. Chưa sao. 100%. Đúng vậy. Anh ơi, em bị dứt răng, em uống nửa ly được không? Không, mời đổi người à, mời đổi cá nè. Không, được, được, em uống được. Cái này coi như là một cái phần khởi đầu, cũng coi như là một cái phần gọi là cái ly chúc mừng. Em hết nha. Để anh em mình gọi là mùa mới suôn sẻ. Cầu trời khấn Phật không cho xui nha. Vui vẻ, may mắn, quan hệ. 1. Một, hai, ba. Vô. Ok nha. Em ok nha. Ai đó mà không... Ngon nha. Ủa gồng chi vậy? Đồ mượn, đồ mượn em ơi. Ngậm vô lại, đồ mượn. Ngậm vô. Hết em ơi. Ngậm vô. Hay nuốt đi. Đồ mượn á. Hai tia. Ủa nước gì vậy? Nước mắm hả? Nước mắm. Sao cô hủ vậy? Hả? Sao cô hủ vậy? Anh chọn số mấy? Rớt hai cái răng, chọn số 2. Ai mớm cho em chọn? Trời ơi, đáng đời. Trời ơi, ngày tàn của tôi tới rồi. Ngày số 2 là cái ly nước không may mắn, nước mắm. Ê, còn nước chót ngon lắm. Ê, liệu quá, liệu quá. Bây giờ chúng tôi xin mời các bạn gặp gỡ thành viên thứ 7 của chúng ta. Ngồi vậy? Thành viên thôi. À, Jennifer. Rồi chưa? Wow. Giao diện mới. Ồ, đẹp nha. Dễ thương. Đây là Jenny, phiên bản mới mùa 2. Vỗ tay nồng nhiệt cho bạn. Yeah. Jenny chính là phần thưởng dành cho người xui xẻo nhất trong trò chơi ly nước may mắn. Wow, chúc mừng em. Mày sao thua dữ, tao mới vô xui. Có hơn nữa em, con này hơn lắm. Con này hơn nha. Hơn đó. Con này mang vàng mà em. Hơn lắm á. Hơn đó. Các bạn thân mến, chúng ta đã có một khởi đầu tốt ở một nơi xinh đẹp, đó chính là thành phố Đà Nẵng. Một thành phố đáng sống và luôn luôn để lại nhớ thương cho bất cứ ai đã từng đặt chân đến đây. Và hành trình đầu tiên của chúng ta sẽ có tên gọi là Hành trình chinh phục những ước mơ. Xuyên suốt hành trình này thì các bạn phải thực hiện những thử thách. Khi hoàn thành những thử thách thì các bạn sẽ chinh phục được những ước mơ. Chúng tôi xin mời các bạn xem qua bản hành trình những ước mơ ngày hôm nay. Đó màn hình đâu vậy? Đây. Wow. Đây nè. Ủa. Wow. Trời ơi. Chưa tiệc hoàng gia chạm tay. Đồ nấc thang lên thiên đường, trời ơi. Theo một điều ước. Tiệc hoàng gia là ăn trưa đó. Chạm tay đến tình yêu là khả năng là khách mời đó. Nấc thang lên thiên đường là tới số. Là ai mà thắng là ngủ ngon và ai thua là ấy đó. Thêm một điều ước là sao anh? Thêm hàm răng mới đó. Wow. Như vậy là các bạn đã hiểu về hành trình của chúng ta trong chặng đầu tiên này. Chúng ta sẽ có 5 thử thách để chinh phục 5 ước mơ. Chúng tôi chúc cho các bạn sẽ có một hành trình khởi đầu thật suôn sẻ và nhiều niềm vui. Vỗ tay cái này, cảm ơn tất cả mọi người đã có mặt đông đủ ngày hôm nay để chúng ta tạo ra một chương trình hay cho quý vị và xem đài. Thưa quý vị, đây là chương trình 2 ngày 1 đêm tự do.
Chào mừng các bạn đến với khu du lịch Hòa Phú Thành. Như các bạn đã biết, Đà Nẵng sở hữu cho mình những bãi biển thuộc hạng đẹp nhất hành tinh với các khu nghỉ dưỡng đẳng cấp. Bên cạnh đó, Đà Nẵng cũng có những khu du lịch gần gũi với thiên nhiên nhưng không kém phần thú vị. Khu du lịch Hòa Phú Thành cũng là một nơi như thế. Và để chinh phục cho ước mơ đầu tiên với tên gọi Giấc Mơ Trưa, các bạn sẽ cùng tham gia một trò chơi mà trước đây có một thành viên trong dàn cast đã từng đề nghị. Đó là trò chơi trượt thác. Ai vậy? Chưa, cháu đã hóa thúc cái răng rồi, cháu thác, cháu thúc được cái mũi quá. Ai vậy? Đứa nào mà ăn cái đồ mà vậy? Ai vậy? Đó là Chris Pine. Rồi lát vượt thác vừa chạy xuống, cái tay tôi đâu. Và để bắt đầu giấc mơ trưa, mời các bạn sẽ chủ động tự chia thành hai đội nhé. Không lẽ mình quánh tù xì nó xưa quá. Giờ sao bây ta? Giờ mình đi chia theo dùng miền đi. Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Quê đâu? Dạ miền Tây. Miền Đông. Tôi làm là Đồng Nai. Em Vũng Tàu. Em Hoàng Phố Chí Minh luôn. Miền Đông. Rồi miền Đông về bên Thành phố Hồ Chí Minh về bên được không? Dạ được. Không em về. Là một đội đó. Một mình em một đội. Đông Nam Bộ. Rồi cho chơi em ké đi. Bị Bình Dương nó cũng ké Thành phố Hồ Chí Minh. Rồi một mình em gánh vác. Hay quá. Em cũng bệnh mà. Em có bệnh gì đâu. Có bệnh hết. Mình là những người Nam ở miền Đông gọi là Đông Nam đi. Đông Nam. Mình đâu có Nam, mình cần quay chương trình mình cần cái gì? Vui. Đông vui. Thử thách của chúng ta có tên là Cá Vượt Vũ Môn. Luật chơi như sau: mỗi chiếc thuyền phao sẽ bao gồm một thành viên của đội bên đây và một thành viên của đội bên kia. Ngồi chung với địch. Và suốt dọc hành trình vượt thác, chương trình sẽ cài cắm những hình ảnh, những vật thể. Và nhiệm vụ của hai đội là phải ghi nhớ những hình ảnh và vật thể đó. Nhớ đúng một hình ảnh hoặc vật thể thì sẽ ghi được một điểm. Đội nào ghi được nhiều điểm hơn sẽ chiến thắng và chinh phục được giấc mơ trưa. Em nằm em mơ, một ngày trong veo. Phải chọn. Chọn gì anh? Đối thủ mà đi chung thuyền mà. Cho em cái con đít vàng đi anh ơi. Sao em? Nắm đầu bẻ khớp dây. Chắc cái răng của anh á bình thường với tôi bẻ nguyên cái hàm không bẻ đúng khá là nhiều đá đẩy cái mặt vô đá lát chơi xong miệng còn nú không em chọn cái phan đồng ý không dạ không đúng rồi cài cắm rồi phải lấy ai lực lượng ví dụ như Hiếu cái này chỉ là trí nhớ thôi trí nhớ thôi mà đây nè chích nhiều nhớ dở lắm em còn thích tôi sao em lo tháo khớp không sao em nhớ kịp đâu ước mong của em chọn ai thì với anh Tuấn đi Tuấn sao vậy Nè nhìn ảnh nè. Em muốn hái nhưng mà không phải hái bình thường mà là hái nhiều. Hết rồi. Anh báo ra đi, không có vô. Vô gì quá. Hiểu đồng ý không? Em không muốn chơi vậy. Không đủ đẳng cấp chơi vậy. Chơi gì bóng đá hả? Chơi bóng đá. Thôi đem đấu dùm vàng cho. Rồi, tôi với Hiếu thứ hai. Em với Chris. Chúng mình phải về đây bên nhà hồ. Anh Sang chế văn tôi đúng không? Được rồi. Mai tôi livestream cho nhà khoa anh dẹp luôn. Mọi người ơi, hả? Cái anh Ngô Kiến Huy làm văn tôi nè. Chơi với em luôn. Tôi sẽ nói là anh làm văn cho tôi. Chơi với em, trời ơi, em là nhất. Tôi sẽ chờ anh thắng bại danh liệt. Trời ơi, trời em đã lắm. Chơi em đã lắm. Ok. Ok. Và để giúp cho các bạn gia tăng sự tỉnh táo và tinh thần tập trung cao độ để ghi nhớ nhiều hình ảnh trên đường trượt thác, xin mời các bạn dùng nước tăng lực quấy cấp 247 đập tan lờ đờ ới ỏi. Vô anh em, mọi người chơi. Mọi người chơi anh em. Wow. Quá trời, nó có gà đó ha. Để coi ba gương mặt này, ai sẽ là gương mặt đại diện hình ảnh. Ba vô. À, Tuấn đẹp trai, được nè. Đó, là lưỡi dơ, loại. Đó, làm. Ê, đừng làm nè, ai ba. Ê, đừng làm nè, ai ba. Súng răng loại. Không giờ em trồng răng được mà. Loại.
tinh tế lên nè. TBC, TBC. Bạn đang uể oải ư? Wow. Chắc thế, đẩy lên đẩy xuống cho anh. Tôi trúng rồi, hai người bị loại. Xin mời các bạn di chuyển qua set game. Let's go. Chào. Tạm biệt. Về đi con. Về với mẹ cha. Dạ. Ghê anh, ghê anh Huyết ơi. Em càng dậy em càng mệt nữa. Dạ. Nở được cười hết sao. Rồi anh chú chút rồi. Nở được cười hết sao. Rồi anh chú chút rồi. Giấc mơ chưa bắt đầu. Từ đây. Giấc mơ chưa bắt đầu. Từ đây. Quá đại ơi. Anh này đi trước nè. Anh này đi trước nè. Hả? Nói chân. Em có gia đình, em có ba đứa con. Anh Huy ơi, giấc Huy dịu lắm. Ôi đá anh em ơi. Cẩn thận nha, đá nha. Thank you.
Ui đá anh Giang ơi. Ừ. Cẩn thận nha, đá nha. Ôi, ôi, ôi. Trời ơi, ôi, ôi, ôi. Trời ơi, ôi, ôi, ôi. Trời ơi. Đẩy, 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 đẩy. Dồn, dồn hai bên đường nha, dồn hai bên đường nha. Nãy giờ là cá, cá ngừ xử biết. Mấy ông quay phim mình có tính không? Rớt ra ngoài là nguy hiểm đó nha, hiểu nha. Đừng để rớt ra ngoài nha. Dạ. Wow, yeah. Wow, mực mực mực. Mực mực mực. Mực mực mực. Mực mực mực. Nam Bình, ê sao em đi dưới chiếu hoài vậy? Nam Bình, ê sao em đi dưới chiếu hoài vậy? Đúng rồi, đẩy đi em. Sao? Cầu xuống đá đi. Đi đây. Ê anh ơi, nguy hiểm anh ơi. Nguy hiểm anh ơi. Em ơi, cứu anh em ơi. Anh sợ em ơi, đừng có đẩy. Trời ơi. Trời ơi. Ủa sao con gái vậy? Anh ơi, cái cây nó máng bên đây. Anh ơi. Trời ơi. Anh ơi. Anh ơi. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Anh ơi, nguy hiểm gì? Anh ơi. Mẹ mẹ ơi. Anh ơi, nguy hiểm gì? Cứu cứu anh em ơi. 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 Ôi giời, anh bị đánh, anh bị rút mà. Rồi, rồi. Á. Quá đau. Á, đừng đừng đừng. Á, đừng đừng đừng. Đánh cá này, cá gì em đánh? Cá chim. Cá chim. Hồi nãy là cái gì? À, sầu huyết, mực, cá chim trắng. Cá người, sầu huyết, mực, cá chim, chim anh vô ra, tụt tụt. Ủa sao này giống chơi đồng đội quá vậy? À, ừ quên, hai chúng ta là hai thiên tiên. Trời em nó là cái thù mà. Ây da, trời ơi, cục đá, cấn ngay mau bên luôn. Đi anh có gì vậy anh? Da 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 da. Ê
Ê, ai xếp cái này? Nó ăn năng thật quá. Quên luôn rồi. Đây đây, giờ tao lắm. Anh ơi, quên rồi, giờ tao đuôi. Anh ơi, em sợ quá đuôi rồi. Ê, đi con cái gì kìa, nhỏ con ở đâu rồi? Không có. Ê, đi con cái gì kìa, nhỏ con ở đâu rồi? Không có. Nhỏ con em đâu rồi? Con em đâu? Con tôi đâu? Con tôi đâu? Con em đâu? Con tôi đâu? Con tôi đâu? Cứu con em. Anh Vui ơi. Ôi em. Cứu con em là anh Vui ơi. Anh Vui. 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 Anh ơi. Tạm biệt em. Anh Vui ơi. Tạm biệt em ơi. Ủa sao còn có một người? Làm đòn bắp. Ê, em không tìm được Lâm. Trời ơi, Lâm ơi. Trời ơi. Cho mọi chiếc phụ được không? Phụ đi. Đi chung. Lên đây. Trời ơi. Từ từ, từ từ, từ. Bảo vệ em nha mấy anh nha. Đây đây, đây đây. Mấy người. Hai người thôi, xuống đi. Đang thi cử đi xuống đi. Xong. Ngô Phí Quỳ ơi. Ôi. Ôi. Trời ơi. Tại sao tôi đi cùng đàn ông làm vậy? Trời ơi. Trời ơi. Đi một mình. Trời ơi. Chở nó không nổi. Chở nó không nổi. Anh Thanh nữa. Phải đến chưa? À đến đến rồi. Đến đến rồi. Tới rồi anh. Đến đến rồi. Tới rồi anh. Đến đến rồi. Sao thấy tình hình thấy sao? Thấy ok anh ơi, trời ơi. Nó quá đơn giản cho cuộc tình này đúng không? Đúng, quá đơn giản. Hay là mình chơi xuống dưới kia luôn được không? Ê, có một cái không chắc cái xuồng bị trôi được kìa. Hoặc là của một người nào đó. Chỉ còn xuồng mà không còn người. Hồi nãy mà có mình trà, hai anh em tôi thưởng trà luôn á chứ. Quá đơn giản. Anh ơi. Sao vậy? Anh Ngô Chí Huy. Ừ. Anh dành tiền em rồi. Trời ơi. Bây giờ hãy làm mình cho. Red. Red. Bây giờ em đi xuống đi Red. Còn hai anh em cứ đi chung. Một là em ok. Hai là phải nhận nước em. Không, không đi. Không, không đi, không không. Không. Để tôi nhận nước em. Em tự đi không? Không. Không, không phải bao bao em. Đi xuống. Em đi qua đây đi. Ủa là mấy người kia có chơi không vậy? Tự nhiên tới đây cái phải tới trước cái phải là đợi. À. Hay là cái thuyền xong nãy là của mấy ảnh. Thuyền đây mà hình bóng người đâu đúng hả? Đúng rồi, anh Huy với cái cứu hộ. Trời ơi. Cứu tôi ơi. Cứu tôi ơi. Cứu tôi ơi. Cứu tôi ơi. Ôi, lại đây với mùi. Trời ơi, tôn phùng rồi, mất hiện của mùi. Quỳnh đệ tôn phùng. Sao mùi lạc có thuyền này vậy? Em bị quân gian cướp thuyền. Nguy hiểm nha anh ơi. Ừ. Ê, cứu ơi. Trời ơi.
trời ơi, sao em dậy dồn vậy? Anh đau đau bụng của em. Trời ơi, em cũng đó mà. Ê, đừng, đừng, đừng. Đúng là ôm trời có mất. Đúng vậy. Bây giờ ta thì bây giờ Lâm ơi, đừng, đừng Lâm ơi. Tạm biệt Lâm ơi. Tạm biệt Tâm. Rồi giờ sao? Anh lo hơn. Lâm ơi. Sao quyết, sao quyết. Biết. Mình phải lấy cái cục đem. Mình tính đi cho. Đúng rồi, đúng rồi. Chị em mình đã án rồi. Thì phải án cho nó tế bào. Ok, ok. Mình mắc kẹt rồi. Mình mắc kẹt rồi đó. Biết là nhân quả. Nhân quả. Nhân giờ sao ra. Hay mình, hay mình lấy thuyền đó. Thuyền của bà Lâm á. Một người ngất xỉu. Trơn ha, trơn đã trơn. Vấp ngã cho biết trưởng thành. Giống mình mất hai thành. Trời ơi. Nhìn chất phát thật thà anh ha. Ăn quá đẹp. Dạ. Lên đây tích chuyện với tụi em đi. Dạ anh. Tôi ngại ngùng, tụi em chỉ là người bình thường thôi. Anh hãy bước lên đây đi. Anh thoải mái với tụi em đi. Anh đừng suy nghĩ gì bậy bạ hết. Em ơi nhanh lên. Em ơi hết giờ rồi. Chuyện em đi trên sân qua. Lâm ơi anh con ơi. Lâm ơi anh con ơi. Lâm ơi. Em ơi, anh tìm được con em. Con em đâu? Nhưng mà... Trời ơi. Trời ơi, nó chui về tới đây rồi hả? Trời ơi. Mẹ vô giường. Nãy giờ có dòm trên đường không? Có. Ok không? Đó, ok. Là dòm là tôi thuộc nó, nhưng mà sợ là không biết con nó con gì thôi. Ừ. Còn những cái gái không dòm hả? Có chứ. Ví dụ? Bạn cấm tắm. Bạn cấm tắm. Bản cấm tắm là cái bản của cái khu du lịch người ta. Trải qua bao sự cố, các bạn còn nhớ những hình ảnh trên đường của chúng ta không? Em không biết luôn. Như in. Như Như in. Em nhớ mà. Nhớ Như in. Chỉ cần đưa hình ảnh đây thôi. Cho dù nó thành cho em cũng nhận ra được. Rồi rồi. Bây giờ chúng tôi sẽ đưa một bộ hình gồm 25 tấm. Các bạn có thời gian là 1 phút 30 giây để chọn ra những tấm hình chúng ta đã thấy và ghi nhớ. 1 phút 30 giây. Bắt đầu. Đây, nó đây, chắc phèo. Không phải con này. Nhỏ rồi. Con mấy gì đây? Đây, con này. Có không anh? Đó, anh duyệt lại, anh duyệt lại. Không có. Duyệt đâu. Đây, con này. Đây, con này. Đúng. Đây, con này. Con này, con này. Con này, con này. Không có con này. Đó rồi. Đây, con này. Rồi. Con này. Ủa? Đây, con này nữa. Đây, con này nữa. Như vậy với phần thử thách này các bạn đều đã đúng hết. Kết quả là 11 hình trên đường. Yeah, yeah. Để phân thắng bại chúng tôi có những câu hỏi phụ. Chúng ta sẽ giành quyền trả lời bằng cách giơ tay sau khi tôi nói hết. Câu đầu tiên, quả bóng yoga trên đường có màu gì? Hết. Xin mời đội Đông Nam. Biết không? Biết. Em dừng cho đội trả lời. Xám ạ. À. Chính xác. Câu hỏi tiếp theo. Người cầm cái sào đẩy thuyền đội nón màu gì? Hết. Xin mời đội Đông Nam. Màu cam. Sai. Cơ hội cho đội Đông Vui. Màu đỏ. Sai. Đáp án chính xác là màu vàng. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Câu hỏi thứ ba, có bao nhiêu thành viên cầm bảng mặc áo có logo 2 ngày 1 đêm? Hết. Đông mò. Xin mời đội Đông Vui. Nói đi. Đâu hồi nãy giờ cái bảng này là cấm chứ đâu có ai cầm đâu. Chính xác. Yeah. Mời. Yeah. Yeah.
Bây giờ câu tiếp theo nè, ông tài xế sinh năm mấy? Nghỉ, nghỉ. Đây là câu hỏi cuối cùng và cũng như câu hỏi quyết định. Các bạn thật chú ý. Câu hỏi như sau: có bao nhiêu quay phim trên đường trượt thác có mang vỏ bóng trên người? Hết. Cả hai đều giơ tay cùng lúc. Xin mời đội Đông Nam đưa ra đáp án trước. Một. Tụi tôi nghĩ là hai bóng. Tại một người không thể tự chơi bóng một mình được. Đúng rồi. Anh phải có hội. Em nhớ có một bóng màu hồng, một bóng màu xanh. Đúng rồi. Hai. Và đáp án chính xác là... là đội Đông Vui. Là đáp án của đội Đông Vui. Yeah! Trời ơi. Tại lúc mình rớt xuống đó, mình không biết đó. Ôi cái đoạn biết suy luận. Đội Đông Vui, ngoài việc các bạn được ăn ngon, các bạn còn được ngủ trưa. Ồ, đúng rồi, ngủ trưa. Được ngủ trưa. Phải là ngủ luôn. Trời ơi. Đội Đông Nam là đội thua. Đội thua không được ăn, cũng không được ngủ. Ngoài ra các bạn còn phải phục vụ đội Đông Vui có một giấc ngủ trưa thật thoải mái. Nói chung là tập đầu tiên và gọi là trò chơi đầu tiên là giấc mơ trưa. Hy vọng bạn sẽ ngủ thật ngon. Em nghe cảm lạnh quá. Còn có dạy ghi hình nữa hay không thì tùy. Còn chúng tôi thì luôn luôn ghi hình phục vụ bà con. Dạ. Thưa quý vị, đây là chương trình 2 ngày 1 đêm tự do tự lo. Mắm đó. Thôi thật ra thì mấy món này hôm qua chúng tôi đã ăn rồi. Hồi nào anh ơi, anh ăn với em có ăn đâu. Ủa mà bên kia không ăn gì luôn hả Tam? Bình thường là cũng phải có chén cơm nhân đạo chứ. Trời ơi, chén cơm nhân đạo. Hiếu, ăn thử món gọi bếp giùm anh đi. Dạ. Có gì trong đó phải nói cho đúng nha. Không thích đi. À, đó. Đó là làm từ đâu, ngon không? Nhưng mà nó là lạ, em chưa bao giờ ăn món này hết. Mít này là giống như rồi, cảm giác là nó rất là non á. Đúng rồi. Nè, trong cái gỏi mít nha, là nó có sát, sát. Cái này thôi sơn đi. Sơ mít. Có sơ mít, có hột mít luôn. Nếu mà yếu nghề nó review chán quá. Mít non người ta luộc lên, xong người ta dắt cho nó khô nước đi, da heo người ta trộn vô, đó người ta gia vị vô, xong người ta bỏ cái đậu phộng rang lên trên. Trời ơi, sứ giả ẩm thực gì kỳ quá à. Cho ăn miếng rồi dạy review cho. Cho ăn miếng đi. Yếu nghề mà ăn mà không nói gì chưa. Đúng. Ăn nó nhai, còn mấy người mà không ăn cái miệng nó rảnh nói. Còn mấy người mà không ăn cái miệng nó rảnh nói mới được. Trời ơi, Hiếu ơi, Hiếu ơi. Em ăn cái gì Hiếu? Rồi thịt đó, thịt gì Hiếu? Là thịt heo. Heo gì Hiếu? Hai đầu mỡ. Hai đầu quá, hai đầu mỡ. Mỡ. Mỡ lúc nào mà không có. Da, da mỡ. Mé mé collagen đó. Tại sao mình da con heo nó có bột da mà cái này có hai da? Tại sao nó hai da ta? À, ví dụ miếng thịt vậy đúng không? Đứng lên, đứng lên ghế luôn. Dạ, dạ, dạ. Đứng lên ghế. Đây là miếng thịt đùi. À, em hiểu. Đó, ta lắp thịt đùi ra. Lắp thịt đùi ra. Thì nó sẽ miếng dày. Đúng rồi. Ta bó lại như cái đùi. Sao người ta cắt thì người ta không cắt quanh tròn mà người ta cắt từng miếng dọc theo này. Thì bên đây bên đây miếng da thì bên đây cũng miếng da. Đó chính là thịt heo đầu da. Wow. Là nhờ bó lại đúng không anh? Còn có một loại thịt là nguyên cái đùi này là mỡ hết, là thịt mông. Đây, đứng lên. Ủa em nữa hả? Tức là cái vùng này khi người ta cắt ra thì cái vùng này nè, đó sẽ là nguyên một cái phần da với mỡ nó bu vô là thịt mông.
Dạ. Hôm nay em cũng nói anh Giang cứ nói hoài vậy anh Giang. Khi nào cho mình ăn đi rồi mình nói. À, dạ dạ. Thôi áp lực quá, lần sau chị thua đi. Phải là vì mình thèm ăn, mình ăn để mình nói cho khán giả hiểu. Đúng. Chứ còn mình tham gia chương trình mà ăn không nói được cái lời nào. Nói vụ qua quá, đã không biết rồi còn nhạt nhẽo nữa. Đội thua vẫn có cơ hội được ăn trưa nếu như các bạn thắng trong trò chơi phụ. Chơi game phụ đi, chào luôn. Trò chơi phụ của chúng ta có tên là rốn ai sâu hơn. Các bạn sẽ nằm ngửa và để lộ rốn, sau đó rót nước vào rốn. Đồng đội hoặc bất kỳ người nào sẽ dùng tay đập vào bụng để làm văng nước ra khỏi rốn. Sau đó, các bạn sẽ dùng một dụng cụ để hút lấy số nước còn đọng lại trong rốn. Thành viên nào thu lại nhiều nước hơn thì thành viên đó sẽ giành được cơ hội ăn trưa. Tưởng là lát nữa Tuấn thích ăn món gì nói trước luôn đi. Em cái mít. Làm lát làm thắng là ăn gì? Em ăn hai đầu da, thịt heo hai đầu da. Chờ chơi nè. Thôi. Trời ơi, tắm hả Lâm? Em tắm thôi hả? Rồi, rồi chưa? Rồi. Sao vô, sao vô? Em đang nổi sôi em đó. Bác sĩ. Rồi hết rồi đó. Để tôi cầm cho, để tôi làm trọng tài cho. Lâm ơi, nằm xuống đi Lâm. Lâm nằm xuống. Không sao hết, không đau. Được không đau không? Không đau. Rúng e cứ nút rùi à. Xuống xíu. Trời ơi, em sắp gặp con em rồi. Chờ tí, tôi đi lấy nước sôi. Rồi, ướt quần người ta. Anh ơi. 1, 2, 3. Ba. Trời ơi. Trời ơi. Thì lấy cây ra rít. Lấy giùm em cái cây cái. Ủa cần gì hút, nó quèo luôn. Lấy giùm em cái cây cái. Rồi xong chưa, đưa cho tôi đo. Rồi, như vậy là Lâm không còn giọt nào mà Tuấn thì có nước này, chúng ta sẽ nhìn thấy nha. Quá trời đề. Đó, Lâm nè. Lâm có bên nào? Tuấn thắng. Rồi, Tuấn được ăn ăn hết. Mít trộn. Ủa, đừng mít trộn anh đâu. Hả, em ăn hết rồi. Đó, trời lâu quá. Chén hả? Bỏ gì bỏ bây giờ. Ủa, gì kìa? Em ăn hết rồi. Em độ thứ ham ăn hốc uống. Trời ơi, bây giờ không có hai đầu da, muốn ăn hai đầu thế này. Đưa đầu Hiếu đây. Tôi thấy Hiếu giờ này là bắt đầu là hả, là không lo anh em, chỉ lo ăn thôi. Đúng. Từ khi ra cái bài ngủ một mình đó. Đúng rồi, cái nó chân mình luôn. Chân mình luôn. Mà khó là anh em đông quá, em sợ thoại chồng hơn. Trời ơi, Hiếu ơi. Hiếu ơi. Mà người ta thắng người ta ăn chứ em thua mà ăn gì? Mà cái này cũng bỏ à, chứ đâu có làm gì. Mà thua làm được ăn. Thì bây giờ từ từ đó cứ coi em như là con ấy đi. Trời ơi. Con ấy đi. Quê. Em cuốn cái đó sẽ tác đổi lắm. Bình thường đã đổi, bây giờ không có cái răng nó càng vô nữa. Vô cái đó trúng cái ngàm nữa, khớp, vô khớp liền. Trời ơi, cái miệng kìa. Ê, tôi có dấu ở đây, đừng trống cho này nè. Đi trống cho này nè mọi người. Anh em ta chờ, ta ăn mà đi ăn chứ. Bên chương trình làm có mấy miếng anh? Có 10 miếng à. Có 5 miếng à. Ngon lắm, ngon rồi. Ngon. Rồi. Ngon. Hả mẹ? Đi mẹ lá kia. Đúng là đẩy luôn luôn cái răng kia, hồi đó cũng hai cái. Dẻ lên.
Tán vô hàm răng mọi người ơi. Nếu vô nhà mất. Tán vô nước mà. Đã kết thúc thời gian ăn trưa, xin mời các bạn di chuyển qua địa điểm hiện trường. Đây, ăn xong bị phạt đó. Xin mời giọng mời chưa mời ơi thôi giọng nè. Ồ. Cái cây nhột nè, cây đâm vô não nè. Ê. Thôi em ơi, mặt em ghê quá. Lê Vũ Lâm và Hiếu Thứ Hai ai đẹp hơn? Cô chăm sóc thế nào vậy các con ơi? Các con ơi, cô chăm sóc thế nào vậy các con ơi? Con đây cô chăm sóc con nha, mẹ gửi con cho cô. Bên em vui vẻ nha. Rồi mời quý khách ra. Vâng. Ủa tôi mới cô mà. Cô sao vậy? Này, kiếm chỗ vui vẻ nha. Ngồi đây em sẽ úp cho. Đây em muốn văng từ cây đó qua cây này. Nặng á. Mình đi vô bìa rừng được không em? Hiếu ơi. Ngay đây luôn. Có hai cây cột điện cao thế kìa. Rồi em nằm ở đâu? Em nằm ở giữa ngay cái cột điện cao thế đó được không? Không được, không được. Sao vậy? Giật điện chết. Ok, em chờ anh Hiếu nha. Nhéo qua đây. Chọc lòn vô đây. Móc vô đây. Cái này qua. Đây là cách cột võng không bao giờ té. Rồi, mọi người. Trời sao nặng như vậy? Nó không có tuột đâu. Ghê vậy anh? Không có giờ tuột. Chỉ là nó thấp thôi. Ok nha. Ê thấy anh thăng thoát thăng thoát thoát nha. Ừ, nói gì nữa. Nhìn nè, học nè. Học vô. Cột vô. Đây. Đây. Rồi đây. Đây. Ừ. Rồi đây. Đây. Luồn nó vô. Luồn vô. Đúng vậy. Rồi. Rồi xiết vô. Xiết vô. Xiết vô. Đó ok chưa. Y chang. Không khác gì hết. Nè. Nè coi nè. Đẹp đẽ nè. Trời ơi nó mượt nè. Chắc không vậy? Chắc sao không? Ờ chắc ha. Rồi. Cái nữa nó rớt đầu này là do em. Ồ. Alo. Ừ. Hôm nay. Ây da. Ây da. Ây da. Ủa. Ủa cái gì vậy? Tham chứng gì vụ. Ủa. Cuộc chơi thì ngắn. Cuộc đời thì dài. Kéo chặt chưa? Thì em có thể tép. Ngủ đi em. Đây là lần ngủ cuối cùng của em rồi đó. Anh cô chừng anh đó. Khán giả ở nhà đang xem đài. Chúng ta mà có mệnh hệ gì thì... Chúng ta gì? Một mình em mà có mệnh hệ gì thì... Khán giả biết trách ai rồi đó. Em ơi. Má ơi. Sao con run vậy? Trời ơi, cảnh đẹp hữu tình. Ở dưới có những người trượt thác. Rồi ngủ đi. Nguyên một đêm qua em không ngủ được. Em muốn có máy lạnh anh Giang ơi. Máy lạnh hả? Hoàng Rít Phan không ngủ. Biết sao không? Rít Phan là hay đi phòng trọ mà ngủ quen rồi. Bây giờ khách sạn sao ngủ không được. Trời ơi, nay anh Giang biết dựng chuyện. Mà ngủ đi chứ mất gì đâu. Em không ngủ rồi em stress chi vậy Rít? Stress với lại bị cổ vai gáy đó anh.
cho em miếng gãi đầu đi. Gãi đầu nha. Ừ. Anh ơi gãi đầu chứ không phải là anh nhồi bột anh ơi. Nhẹ thôi. Nhẹ, nhẹ, theo nhẹ. Cái tempo 175. Tempo 175. Chị Lô ru em ngủ, ru em ngủ. Chỉ dầu cầu giang đông đình, cầu tre lắc lẹo, quá gặp gình khó đi, khó đi mẹ dắt con đi, con đi trường đời mẹ đi trường Tây. Mẹ đi trường đời chứ. À nhạc nhạc khác lên, nhạc nhạc tấp tấp đi, tấp tấp tập trung ngủ đi. Ok ngủ mấy giờ rồi biết chưa. Ok trời ơi bỏ này xuống nè, trời ơi dơ dãy quá, trời ơi phục vụ quá. Ê bạn, mấy bạn ơi, rít phạt thiếu ngủ thiệt, anh để cho bạn ngủ thiệt rồi, thiếu ngủ thiệt, hôm qua bạn không ngủ luôn. Ủa sao mà tự nhiên Hiếu thứ hai nằm ngoài nắng vậy? Trời ơi, gặp phải mẹ mình là vậy đó. Thiệt á? Ngủ đi, ngủ đi. Đừng có mà hở ngậm mút tay nữa. Nằm ngoài nắng mà nằm trên vực nữa kìa. Ừ, thôi mà dại dột. Tám ơi! Tám! Chị Tám ơi! Con chị ngủ chưa? Con tôi sắp đi rồi. Ê lộn, sắp ngủ rồi. Trong ra ngọn cỏ lá cây, thấy hiu hiu gió là hay. Hiếu thứ hai về. Cái gì? Phùng Sương, Phùng Sương ngủ cho ba. Thôi mà. Phùng Sương mà có gì đâu. Ôi, ai gì vậy? Gì vậy? Cái gì vậy? Phùng Sương. Trời ơi. Dịch vụ mới. Em ngủ anh ơi. Dịch vụ mới. Ước mơ. Tôi đã trải qua kiếp nạn gì đây? Tôi đã trải qua kiếp nạn gì đây? Tôi đã trải qua kiếp nạn gì đây? Bảo mình ơi! Bảo! Mẹ ơi! Trời Bảo. Mẹ, con ơi! Bảo tới rồi! Cứu con! Cứu con! Nhà mình nghèo quá! Để mẹ! Để mẹ bảo vệ! Nhà khác đi! Trời ơi! Ghê quá! Cái gì vậy? Ông là ai vậy? À! Tôi là chú hàng xóm từ mẹ miền cử qua! Bên kia chắc không vui cho nên đúng rồi, qua bên này. Đúng rồi. Em là ai? Lê Vũ Lâm và Hiếu thứ hai ai đẹp hơn? Trời ơi. Hết thời vậy rồi. Thì xô xuống giật thôi. Mẹ leo lên đi, mẹ con mình nằm. Thôi cái vực nó sâu lắm. Con thấy con nằm vậy một mình, con không có hiếu thảo với mẹ. Tới mẹ. À ơi, bồng bầu mẹ bé mẹ bồng, mẹ ru mẹ ngu nhà ông nhà bà. Ông ơi ông ba tôi nào, tôi có ông nào ông cứ xào măng, có xào thì xào nước trong, đừng xào nước đục đâu lòng cò con. À ơi ôi da, ôi da, cái gì vậy? Nít rộng, nít rộng, cái gì vậy? Trời ơi sao vậy? Chết rồi. Sao vậy? Sao vậy nhỏ em gái? Chị thương em không hết. Khi hai bạn đi lên đây đi. Ừ dậy đi. Giờ này còn ngủ gì nữa. Rồi. Nào hai em.
nãy giờ ban tổ chức của chúng tôi có dựng sơ tiểu phẩm này thể chưa vui lắm. Ủa là sao? Tôi yêu cầu thu hồi hai em đi lên kia cùng với mẹ già chúng ta làm tiểu phẩm khác. Trời ơi, ở đây bây giờ cười chết, quay phim cười chết rất là kịch tính nè. Thôi thôi, ngày tàn của Hiếu thứ hai rồi. Hiếu ơi, không anh không Hiếu. Cứu tôi. Thấy anh cứu em kịp thời không Hiếu? Quá kịp luôn anh. Trời ơi, sự là phải là giấc mơ trưa không? Hay là ác mộng giữa trưa? Các bạn đã không hoàn thành nhiệm vụ ngày hôm nay, nên bây giờ các bạn đều phải chịu phạt giống nhau hết. Trời ơi, đây là một cú gài của ban tổ chức. Thiệt á, đúng không? Biết anh em sẽ hại nhau. Đúng rồi. Lần lượt từ trái qua, các bạn có số 1, 2, 1, 2, 1, 2. Hai tay người này sẽ nắm hai tay người kia. Khi tôi hô 1 thì số 1 ngồi xuống, số 2 vẫn đứng và ngược lại. Rồi chuẩn bị nha, 2, 3, 1. Ôi, hết luôn hả? 1. Rõ ràng 1 kìa anh Tuấn nè. Rồi 2 1 2 1 2 Rồi ok, rồi xong, phạt xong. Cái gì? Không có nghe được. Cái gì? Cái gì không nghe được chị ơi? Rồi. Thật ra ngày hôm nay là cái người mà mệt nhất đó là Rick. Bị Rick qua là thức đêm, nguyên một đêm luôn. Tỉnh táo lên. Trời ơi, không tỉnh táo, được rồi. Hãy chờ Lâm một xíu. Đây, đi em. Quán em có bán cà phê đen và cà phê đá. Nếu mà em thấy mệt quá thì hãy uống nước tăng lực vị cà phê đập tan lờ đờ uể oải. Ủa, nhanh dữ vậy? Không có ly thì mình sẽ dùng sử dụng cái này rồi. Hả ra, ngậm miếng đá vô hình đi đá. Wow, em tỉnh táo rồi. Mời anh Giang. Nào, 100%. Trời ơi. Ui. Rồi tỉnh táo chưa ạ? Dạ tỉnh rồi. Rồi, xin mời các bạn di chuyển. Đi đây. Xin chào các bạn đang có mặt tại bãi biển Xuân Thiều, một trong những bãi biển đẹp nhất của thành phố Đà Nẵng. Vào lúc bình minh hay hoàng hôn thì bãi biển sẽ khoác lên mình một chiếc áo choàng màu đỏ đầy quyến rũ. Đó là lý do tại sao biển Xuân Thiều có tên gọi khác là biển đỏ. Biển đỏ, hay quá. Tại đây các bạn sẽ thực hiện một thử thách. Đội chiến thắng trong thử thách này sẽ chinh phục được ước mơ tiệc hoàng gia. Thử thách có tên là đập chậu cướp hoa. Tuyệt vời, vậy em là cây hoa, có ai đập không ạ? Không, em ạ. Hoa gì? Em là hoa mắc cỡ, đụng em là mắc cỡ. Mắc cỡ. Trời ơi. Vậy đó anh Giang chứ Hiếu là hoa gì? Hiếu là hoa gì? Hiếu chỉ thích hoa hậu thôi. Luật chơi của thử thách đập chậu cướp hoa như sau. Mỗi một đội sẽ cử ra một thành viên hóa thân thành bông hoa. Thấy chưa? Hai thành viên còn lại là chậu hoa, có nghĩa vụ bảo vệ bông hoa của đội mình không bị trúng bóng. Nếu như bông hoa bị trúng bóng, xem như thua ngay lập tức ở hiệp đó. Thành viên làm chậu hoa nếu bị trúng bóng sẽ trở thành tù binh và về bên đội đối thủ đứng. Tù binh có quyền ném bóng tấn công khi chụp được bóng hoặc bóng rơi xuống vạch bức mình đứng. Trường hợp hai chậu hoa đều trở thành tù binh thì bông hoa nâng cấp tự bảo vệ mình. Có tổng cộng 5 lượt chơi. Đội nào ghi được nhiều điểm hơn sẽ giành chiến thắng chung cuộc và là đội chinh phục được ước mơ tiệc hoàng gia. Cho nên chiến thuật là gì? Bông hoa là người phải nhanh nhẹn nhất. Bởi vì hoa chết là đội chết. Bây giờ xin mời các bạn di chuyển qua khu vực chơi game. Bông lên cho bằng bông lụ ơi đừng ơi. Là đôi da đồ đằng à. Mua dữ vậy. Bông rồi lại mấy bông là đôi da đồ đằng à. Bông rồi lại mấy bông. Xem chưa? 1, 2, 3.
Yeah. Em sẽ trước. Thua. Đưa bánh cho ta đi. Kiếm tỏa. Có em, hãy nhận lấy. Kiếm tỏa. Tỏa là cái gì? Kiếm tỏa. Kiếm tỏa. Tỏa là cái gì? Kiếm tỏa. Đi đâu vậy? Ủa? Cảm hiểu lực, anh sao phổ biến lực vậy? Chưa. Trời ơi, nhỏ cầm học lớn lên thôi. Kêu mình đó, tù binh gì ta hả? Ủa? Nè, anh lộn rồi đó anh. Dặn nè, trời sao lại chạy về cuối đường liền chứ? Người ta chạy mình. Đúng. Rồi, 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 rồi. Ok. Em ơi, em ơi. Anh ơi, trúng đầu em. Sao? Né nha anh em, chụp nhắm trụng được né nha. Nè nè nè. Lực tay Hiếu ơi. Cho anh em ơi. Bởi vì anh chết sớm rồi, đội okay. Sẽ chết. Khỏi chừng anh ơi. Lăn ta khác vô. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Nè anh ơi. Anh ơi. Anh ơi. Bật quà. Sao về đây lần vậy? Anh đâu được chạy. Em có biết chơi không vậy hả? Chơi mà né không mà hèn. Chắc tôi phải lên trên mới may là thắng với hai được chừng bắt quá. Vô đi anh ơi. Anh ơi anh ơi. Em nè. Trời ơi. Đẹp chưa đó? Đẹp đẹp nha tỷ. Chết rồi. Gần lại. Chiêu trò đâu, chiêu trò đâu? Chiêu trò gì anh? Lắc léo. Lắc léo, xíu lắc léo. Háng nè, lòn háng nè. Rồi, 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 rồi. Chạy đi, rồi. Chạy đi, chạy đi. Chạy đi, chạy đi. Chạy đi, chạy đi. Chạy đi, chạy đi. Ơi không đi vậy. Chị Vân, chị Vân. Nè, anh ra, đừng để anh bị che. Nè, anh ra, nè, anh ra. Trời ơi. Em làm hoa cho. Đâu hoa? Dậu, biết tôi dậu. Đâu? Đâu? Đi rồi, lại đây em ơi. Xin lỗi. Đừng cẩn thận, đừng cẩn thận. Lấy ngực đỡ bị liệu. Chưa đây. Muốn ra anh tù binh em mà. Muốn làm tù binh. Anh tù binh em mà. Cơ đất ơi. Cơ đất ơi. Mà. Cơ đất. Cơ đất. Xuống. Anh tù binh mà. Đi ra nha bạn vui nha. Có chừng mắt lé đó nha. Ê, đã dành rồi, đã dành rồi. Được không em, đã dành được không? Được hết. Ủa gì vậy? Ủa? Ủa gì vậy? Ủa? Đúng rồi. Đúng rồi anh nha. Đúng rồi. Hiểu luật á, nhà hiểu luật không? Trời ơi, tôi quá đơn quá. Đúng rồi, đúng rồi. Em nè. Trời ơi, Quy ơi, em dở lắm Quy. Em dở lắm của anh nè. Ơi, ơi. Ơi. Trời ơi, ảnh dở hơn nữa. Vô mình vô luôn. Xong chụp luôn. Chụp cho bà biết. Anh biết tội mà. Anh biết mình mà. Không biết thì biết. Lên đây. Lên đây. Để thôi, để không cho tôi đụng đâm bóng rồi. Ủa? Anh Giang ơi. Anh Giang ơi! Lít xong! Hiểu chết! Chết chưa? Ai dưới rồi, hiểu rồi đó.
Hiệp 2 bắt đầu. Em giỡn mặt chúng tôi hả? Ừ, nói vậy. Ừ. Quá trời. Trời ơi. Bông ơi, bông giỏi quá bông. Trời ơi. Nói gì nữa. Không chứ. Hiểu dễ tránh lắm nha, hiểu dễ tránh lắm nha. Kệ lăn kìa, lăn kìa. Chụp được anh em, anh em, anh em. Không lẽ em chụp hụt sao? Anh cười quá. Anh em, anh em, anh em. Anh em. Đừng đừng có lo ném chậu nó có người bên sau. Ừ. Khó chơi lắm. Chuyền qua chuyền lại hoài luôn. Chạy cái gì? Ê, có chừng kìa. Nè, răng nè. Nè. Ui. 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 Anh phải tập trung nhớ. Ui. Tập trung nhớ. Ui. 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 Nè. Ui. Ui. Đất trước, đúng rồi. Một đều. Chạm đất trước. Một đều. Anh ơi, về nhà người ta cách nào ta cũng dựng được hết á. Bây giờ cõi liền tại chỗ cho tôi. Cõi liền đi. Anh Giang, em ở sông nhà anh đã hỗ trợ anh rồi. Kiểm tra kia đi, kiểm tra kia đi. Ờ, kiểm tra. Em kiểm tra không được đâu. Biết bao nhiêu công sức. Đâu mà rất là mệt nha. Đúng rồi ơi. Thế nhưng phải công bằng nữa chứ. Khán giả mới tôn trọng chương trình. Đúng rồi. Công lý ở đâu? Đúng. Công lý ngoài Bắc. Công lý ngoài Bắc. Coi rồi. Rồi mọi người xóa file phải không? Rồi mọi người vô tình đúng không? Đó là tai nạn thôi phải không? Kỹ thuật của tôi thì đó. Cái bông hoa này nói nhiều quá hiểu. Đúng rồi. Bây giờ mình cướp luôn. Trời. Đúng chưa? Đúng rồi. Đất đường lá. Vừa trúng cái này. Đúng rồi. Mà lấy trúng anh mà. Anh Giang á. Trúng mà. Trúng. Trúng. Bây giờ lấy cái thẻ này bỏ vô cái laptop đi. Đúng rồi. Em muốn vậy luôn. Em muốn vậy. Em muốn vậy luôn. Cái pha của Hiếu luôn. Đúng rồi. Anh ra chơi em chơi lại luôn. Hiếu là bị dính vô cái này lên. Đất đường lên. Bỏ đi anh Giang ơi. Cái đó. Anh là người hiểu nhất. Mình chơi vui vẻ đâu. Mình chơi si game. Anh ơi tôi quá. Không phải. Không phải si game đâu. Rằng em còn bỏ được mà muốn dịp cái xuồng nhỏ thôi. Mà nó dưới đất tưng lên. Thôi bỏ đi anh Giang. Phải đúng, phải đúng. Thôi trẻ là em bỏ qua cho ảnh pha dưới đất tưng lên. Anh ơi, chơi nhà anh trời nghe cái bắp dế mà chân. Anh qua pha qua thì cho em. Em lại pha cho em. Dính ngay gót chân. Bỏ đi anh Giang ơi. Là từ dưới gót chân, gót chân. Bắp dế. Mình thua đi anh ơi. Bị chọi mà. Đúng rồi. Chân đã không thôi. Mình thua thôi. Bên ảnh rảnh vậy anh lớn rồi. Thôi thông cảm anh em. Không thể. Thôi thua thôi. Chị ơi. Đừng bỏ luôn. Thấy đó tụi tôi. Thấy đó tụi tôi. Em đi vẽ thôi. Anh Tiễn rồi về ngủ đi anh. Dưới đất từng lên. Thôi về ngủ đi anh Giang. Anh lớn tuổi. Trong nhà nhà mà bây giờ lấy cái laptop ra đi. Thôi rồi anh ơi. Lấy cái laptop ra. Lấy cái laptop ra. Lấy cái laptop ra. Tại sao chỉ một mùa trôi qua mà anh tôi hơn thua như vậy? Rồi bây giờ hai đội có đồng ý là kết quả là sau hai hiệp là huề không ạ? Huề đi chị ơi. Huề đi. Huề. Hiệp 3 bắt đầu. Ơi chết. Thôi anh về chết dễ vậy. Thôi anh về chết vậy. Anh suy nghĩ rồi. Trời ơi. Thôi đi đi. Chào em để lọt khe. Sao anh chọn lọt khe em? Làm ơi. Hiểu không? Ok, bông chọi mới sức. Bông mà, bông mà. Bông là sao? Bông chọi được. Bông chọi được đúng không? Đi lên. Em bông đâu được. Em bông đâu được. Chưa, chưa. Quá sai rồi. Tôi đã không muốn thua mình lành rồi. Ôi. Ôi, chết. Chết. Giỏi, giỏi.
bữa nay tôi bánh bánh em bánh em bánh em về rồi đó đó đi qua lấy trời ơi Trời ơi chuyền cái này cái là chọi chúng ta chọi đi nè trời ơi mày có làm hai trời ơi võ công cao cường à. Làm gì ai được trời ơi lịch sử lặp lại nữa rồi chạy lên trên tấn 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 nữa chết cẩn thận cẩn thận đúng rồi trời ơi chết là sao một mình em vậy trời ơi đỡ cho cái bông đúng rồi đó, xoay hai người luôn không đúng em chưa dạ dạ nha bông ơi hiếu lại bên lâm chụp bên tuấn ơi cái nào chụp được thì chụp tuấn ơi cái nào chụp được thì chụp tuấn ơi chụp đi trời ơi Lâm trời ơi Lâm ơi trời ơi tôi chán đội tôi ghê luôn á. Vậy là sau 4 hiệp đấu, đội Đông Vui đã là đội giành được chiến thắng chung cuộc với tỷ số 3-1. Sao em không nhảy vô đỡ cho tôi? Nó lùa coi như lùa gà vậy á. Như vậy, cùng với việc chiến thắng trong trò chơi đập chậu cướp hoa, đội Đông Vui cũng chính là đội chinh phục được ước mơ tiệc hoàng gia của buổi tối ngày hôm nay. Chúc mừng các bạn. Wow, five star. Yeah, star. Wow.
đi sang trọng giùm anh cái. Đúng rồi. Trời ơi. Chào mừng các bạn đến với khách sạn 5 sao Wyndham Đà Nẵng Golden Bay với những dịch vụ nghỉ dưỡng sang trọng và đẳng cấp. Đặc biệt, khách sạn sở hữu hồ bơi vô cực giác vàng 24K cao nhất và lớn nhất thế giới, cùng tầm nhìn toàn cảnh ra thành phố Đà Nẵng xinh đẹp. Và bây giờ, xin mời các bạn di chuyển lên tầng thượng để chiêm ngưỡng hồ bơi giác vàng 24K. Cái này mạ vàng này em ơi. Cưng du lây nãy gì cây du lây. Ủa cái gì vậy? Ủa sao vậy? Đồ khách sạn mà sao mà cúp điện vậy? Ôi tôi chết rồi, không có gì dễ dàng hết. Ui gì? Ui, cái gì vậy? Rồi ai bị cái gì vậy? Ủa rồi giờ sao? À, anh nhớ đầu sáng giờ mình đàng hoàng với ban tổ chức lắm mà Lâm ơi. Mình đòi coi lại cái trận banh đó. Xong rồi ghim mình đó anh. Không có vàng cao như vậy, cái này 2m mấy rồi. Trời ơi, đừng có đẩy em xuống nha. Chào mừng các bạn đến với xứ sở tình yêu, để chinh phục được ước mơ chạm tay đến tình yêu. Nhiệm vụ của các bạn phải tự cởi trong vòng 15 phút. Hết thời gian, các bạn chưa hoàn thành, chúng tôi sẽ có những hình phạt bất ngờ. Lưu ý, không được mở bao bố khi chưa hoàn thành cởi trói. Chúc các bạn may mắn. 3 2 1 Từ nha. Sao vậy? Nè, con có đốt thắt là Lâm ơi. Dạ em không có được, em có rồi, anh có mối nè, thấy cái dây anh cầm mối không? Đúng rồi. Đây, thấy mối này mối không? Anh đang mở nút thắt rồi. Ủa mình mở cái ấy ra được không anh? Còn cái tay không mở, cái tay chưa ra sao mở được cái bao? Bây giờ nè, cái dây sao á? Dây đây là thắt nút cái bướm. Em sẽ dịnh vô cái cánh bướm nha. Ok, giữ cánh bướm nha. Rồi. Hiểu đâu. Em đây. Tìm một cái dây nào mà ngắn nhất lòi ra. Rồi. Em có rồi. Rồi, kéo dây nhẹ nhẹ thử coi nó đi không. Trời ơi, cái tay này của em á nó chống cơ rồi. Đang mở rồi, sắp được rồi. Em không cử động được. Để anh luồn kiếm cái mối ra. Rồi, Lâm hỗ trợ cho anh Giang đi. Anh được tay nè. Rồi. Nó đi không? Đang đi dài ra nè. Hợp lý đây, kéo luôn. Đi không? Nào. Trời ơi, sao kéo là xong rồi được, chúng ta mở ra. Rồi xong. Mở được chưa? Mở chưa? Ai vậy? Đây là khách mời đầu tiên mà biết chơi điện tử vô chương trình này. Chị xíu mình ăn xong đi chơi điện tử chị. Thôi tặng cho anh một miếng nữa đi. Tặng anh miếng đi. Mà mở lắm. Cứng đó. Đó. Hơi là răng thiệt á. Chứ răng gì đó là đi rồi. Đúng rồi. Chúng ta là lũ quỷ. Ở tận đường sâu, ở tận núi cao. Chúng ta là cục nhà. Nhưng mà ta hát ra. Hát không đều. Yếu nghề quá. Anh em yếu nghề. Nghe ón rồi, đúng rồi. Nghe ón rồi, đúng rồi. Ủa chị sao chị lá em?